Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện tiếng Việt lớp 1, tập 2, bộ sách Chân trời sáng tạo tuần này, chúng ta cùng nhau nhìn tranh và kể câu chuyện. Xe cứu hỏa Tí Hon. Tí Hon là chiếc xe nhỏ nhất của sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Mỗi lần có đám cháy, cậu luôn là thành viên dự bị, không được tham gia chữa cháy. Tuy luôn được anh hai cứu hỏa động viên, nhưng Tí Hon vẫn rất buồn. Một lần, có đám cháy ở hẻm sâu trong khu phố, mọi người lo lắng, hốt hoảng vì không có ai đủ nhỏ để đi vào con hẻm. Lúc này, anh hai quay sang bảo Tí Hon: "Bây giờ là lúc cần đến em đó." Mắt Tí Hon sáng rỡ lên, cậu nhanh chóng bật đèn, chạy vào dập tắt đám cháy. Mọi người hò reo khen Tí Hon, giờ thì Tí Hon hiểu rồi. Mỗi người đều được sinh ra cho một nhiệm vụ nào đấy. Mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình. Theo Như Mai, câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em thân mến, bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn tranh và thực hành kể lại nội dung câu chuyện theo từng bức tranh các em nhé. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.